buồn chạy đầu đi. Quay rồi. Đây là phản đấu được không? Thank you.
Trong cái nhà thi đấu này từ đầu trận đến cuối trận chứ bao nhiêu câu trời.
他们发生动作。không cho nó đuổi đi thôi. Có tình huống vẫn vui là dẫn mình. Chúng nó bây giờ nha, chúng nó đang dâng đâu bằng dâng phố hòa rồi chống là xe khai thác mình một phần cái tấn công như bóng đá Việt Nam mình bằng chặt cái này hòa cái này cũng thật thế rồi. Bốn hai tập trung vào rồi sâu Hùng ơi Ninh Giang vừa rồi khuất tim. Những quả cặp mình rất nhiều cơ hội luôn. Chân Đức vào đấy mình phải ăn không đi. Thôi bù con này đi. Chỉ hãy là ta vào đấy. Đây rồi rồi. Đầu đấy. Thôi. Yeah.
không mới chứ. Ta nói là cũng trận đấu như thế này. Sao mãi không hết rồi nhỉ? Tập trung vào. Không ngờ tỷ số rồi các bạn. Cũng sắp hết vào đấy. Đức Hồ Trao. Vèo, úi trời ơi. Hay đấy. Kinh nhầm. Quá nhanh. Cho Ninh Giang. Rồi, cho Ninh Giang thì mới thoải mái. Đúng rồi. Nhưng Kim vô thủ. Ôi trời ơi. Đứng Kim vô địch đá là người khác. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Không kịp, rõ không kịp rồi. Quá cảm xúc cái trận này. Wow.
À, đi chị ơi.